Rồi giới thiệu sơ qua với bạn đó là đây là cái bộ mic không dây Boya WM4 Mark 2. Thì cái cục này là cục phát nè, à, cục thu nè. Cục thu thì mình gắn cái micro. Này nó có cái cổng micro đây nè. À, khi mà cái micro của mình bị hư hay gì đó là mình có thể mua cái khác gắn vô, kẹp vô cái lưng quần, bỏ vô áo. Pin thì mình gắn mình thay bên hông, xài pin tiểu. Rồi bên đây thì có nút nguồn, nút này âm lượng mic, cái này thì không có quan trọng. Còn đây là cục thu nè, receiver. Cục thu này ở đây nó có một cọng cáp vô cái thiết bị quay phim của mình để nó ghi âm vô, nó lưu vô máy camera. Bên đây là cái tai nghe, khi mà bên cái cục mic, cục phát á, nó phát ra thì nó truyền qua đây nghe để thu âm thanh tốt không. Chỗ này thì cái âm lượng của cái tai nghe. Rồi để test cho cái mic không dây có hoạt động tốt không thì mình sử dụng cái con Nosmo Pocket 2 nha. Nosmo Pocket 2 thì ở đây mình có cái cổng sắt 3.5 nè, trên cái đuôi on handle nè. Vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái jack từ cục nhận á. Nhận gắn vô cái thiết bị nè, máy ảnh cũng được nữa nha. Đó. Chưa để rút lại trước ha. Này, để cho xem cái trên Osmo Pocket 2 nó chưa có nhận thiết bị nào gọi là cái mic mic cho nên nó sẽ không hiển thị. Bây giờ mình sẽ ghim nè. Đó, thì nó sẽ có báo mic microphone là đã connect. Thì bây giờ nếu mà mình chưa bật on á, mình đang sẽ để gần gần lại nha. Mình chưa bật on cái nút nguồn ở đây lên á thì nó sẽ mình nói là ABC ABC. Cái mic này nó không có tín hiệu ha. Bây giờ mình sẽ bật lên ha. Nè, nếu mình bật một cái, nếu mình bật một bên thì cái đèn nó chớp liên tục. Còn nếu như mà mình bật hai cái là đồng bộ rồi đó, nó tự bắt sóng với nhau nha. Đó. Nó tự bắt sóng với nhau là đèn chớp liên tục nè, chớp đều. Đó. Thì bây giờ cái phần tín hiệu mic nó bắt đầu nó hoạt động rồi nè, thấy không? Để đi. Giờ mình sẽ nói nè. Alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4. Rồi, bạn mình sẽ bấm cái quay phim cái DJ 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 Osmo Pocket 2 luôn cho coi xem nè. Nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8, có mic. Rồi giờ mình để mic ra xa. Mình cũng nói 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi bây giờ mình tiếp tắt giùm ba cái đó đi con. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái video vừa quay nè. Đừng mở nữa nha, để cho ba mở máy cái. À, bây giờ mình mở lại cái video vừa test cho xem nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Có mic. À, các bạn thấy cái chất lượng của âm thanh mà nó thu qua cái bộ không dây này là ok rồi nha, nó hoạt động rất là tốt nha. Ở đây thì mình đó mình kèm theo cái bộ một cái mic mic đôi á của Lavender gì đó trên Lazada bán nè. Mic này mình gắn vô điện thoại được nha, nó ba jack là mình gắn vô điện thoại được, còn hai jack là mình không gắn điện thoại được nha. Rồi mình sẽ lại gửi clip này lên YouTube rồi bạn xem nha, nếu mà đồng ý thì mình sẽ gửi hàng cho. Rồi cảm ơn nhiều.